Ramos chật vật tìm đội bóng mới. Tây Ban Nha cựu đội trưởng Real Madrid Sergio Ramos có thể phải tới Brazil để tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp như mong muốn. Hợp đồng của Ramos và Sevilla hết hạn từ ngày 1 tháng 7. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng trở thành cầu thủ tự do, trung vệ 38 tuổi vẫn chưa tìm được đội bóng mới. Mục tiêu ban đầu của Ramos là đến Arab Saudi hoặc Qatar, những nơi có thể trả lương cao cho anh. Nhưng sau cùng, cựu thủ quân tuyển Tây Ban Nha không đạt được thỏa thuận. Trong khi đó, nhiều đội bóng châu Âu không muốn ký với một trung vệ đã 38 tuổi, và đòi lương cao như Ramos. Sắp tới, nhà vô địch World Cup 2010 có thể phải tới Brazil, nơi vẫn chưa đóng cửa kỳ chuyển nhượng hè. Rooney, anh trai kiêm người đại diện, đang chào 14 đội nước này gồm Botafogo, Corinthians, Flamengo và Vasco. Tuy nhiên, lương vẫn là vấn đề lớn nhất trong các cuộc đàm phán. Corinthians vừa ký với Memphis Depay, cựu cầu thủ của Man United, Barca và Atletico. Do đó, ngân sách lương của họ không còn dư giả để đáp ứng Ramos. Ramos từng đi lên tại Sevilla, trước khi chơi 16 năm liên tục cho Real Madrid. Trung vệ 38 tuổi trải qua hai mùa 2021 đến 2023 tại PSG, rồi trở lại Sevilla mùa trước. Ramos từng giành 25 danh hiệu cấp câu lạc bộ, trong đó có 4 Champions League, 5 La Liga và 2 League 1. Với tuyển Tây Ban Nha, anh giành 3 danh hiệu liên tiếp ESO 2008, 2012 và World Cup 2010. Theo Globe Soccer, Ramos là hậu vệ hay nhất lịch sử bóng đá. Ngoài khả năng đánh chặn, ngôi sao người Tây Ban Nha còn gây ấn tượng với khả năng lên tham gia tấn công, ghi 119 bàn cấp câu lạc bộ và 23 bàn cho đội tuyển.